Tụm. À, tao thấy rồi. À! Con mình bị rớt. À, tao thấy rồi mà thấy mẹ. Hello, xin chào mọi người, mình là Bảo Mập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bảo Mập sẽ chơi Mini World. Đấy, mình đã rủ được thằng Bảo Mập vô thêm một cái game mới nữa, đó là game Mini World. Thấy sao Bảo Mập, nó giống với Mai Gáp không? Nó dễ thương hơn nhiều. Dễ thương hơn nhiều, đúng rồi. Tại tao là nhân vật xanh lè xanh lét nè. Nhưng mà tại sao cái game dễ thương mà tao nhìn mày vẫn dễ ghét như thường vậy hả? Ê, dễ thương màu xanh của cây mà ba. Thôi rồi. Đây là cái map mà giống như cái map tìm nút nha mọi người. Đó thì đây đọc gợi ý cho mọi người, đọc sương thôi nha. Thì map này là của bạn Haru. Đó thì ở đây là có level 26 cái level này nọ. Thì map đã cách rất kỹ rồi nên đừng có chửi. Rồi xong chốt xuống dưới có một câu mới cái sương thôi. Đó, chữ cái cũng viết sai nữa. Cạn lời luôn. Điều đấy. Đấy, lương lẹo mà sai chính tả là coi như bỏ. Rồi ok, thì bây giờ mình với Bảo Mập sẽ bắt đầu vô. Đi Bảo Mập ơi. Không biết là mấy cái đáp án này có giúp đỡ được mình trong cái chuyện gì không? Thì con nghĩ là có gợi ý đó, nhưng mà từ từ ra tìm. Ủa cái gì đây? Đến thế giới đèn hả? Thế giới đèn. Dưới này nó có cái gì nè? Á trời mẹ ơi, cái rương dưới này nè. Trời ơi, easy game. Ủa, chưa kịp tìm luôn này, cứ đi tìm lẽ dưới này. Nè đi nè. Đấy, qua được rồi. Có nghĩa là mấy cái này lọt cũng được rồi giờ. Ê, có chip ball nha, Bảo Mập có chip ball nè, lưu chip ball vô. Ôi lava nha, đừng đụng lava chết đấy. Ôi cái rương đi nữa nè. Trời ơi, nhìn phát thấy ngay luôn, ghê thiệt chứ. Thấy không? À ok, thấy à. Lấy đi. Rồi ok, đã lấy để lên gạch. Rồi, qua được địa ngục luôn. Vai xe đầu. Địa ngục thì tao nghĩ là chắc chắn là nó có khả năng là nó sẽ nằm ở dưới cái la giá rồi, mà không biết giờ la giá phải đi hướng nào. Lava nhảy vô biết liền mà, đây 1, 2, 3 nhảy vô biết liền mà. Đâu mà nhảy thôi ơi. Đó, chết luôn. nhỏ bật ngửa luôn mới ghê chứ. Thiệt tình. Ê, gì vậy? Mày đáng đâu vậy? Mày lọt ra ngoài má rồi mày. Mày đáng đâu? Mày đâu ơi? Mày lọt khúc nào? Cái lỗ tím gì đó lọt cái ra ngoài map luôn rồi. Dưới này có mấy con trâu con bò gì này luôn nè. Vãi nồi, nó rớt ra khỏi map luôn. Thôi mày ở dưới đó có gì cho mày chết đâu, mày chết luôn đi chứ. Đây có luôn rồi. Vãi nồi, có luôn. Ở đây nó cho, ở đây mình nghĩ là chắc là nó phải ở dưới đâu mấy cái khúc này nè. À thấy rồi. Ô, tao thấy rồi Bảo Mập ơi, con thấy rồi. Mày có thấy những gì con thấy không? Mày thấy sao mày đứng cái bên đây đâu? Tao mới chết xong luôn á, vậy là con nghĩ là phải ăn cái Bảo Mập, ăn trước đã, tao đang ăn nè. Rồi ok, có vô cho. Ô, tao thấy rồi, vãi che đầu thiệt luôn á. Rồi thấy rồi, yeah. Ủa mày lên vô đi, mày xuống dưới đây chị ba. Xuống nó dòm mày. Rồi lên luôn. Úi trời ơi, mém lên là chết. Vậy. Công nhận game nó chơi chiêu với tôi thiệt luôn á. Rồi qua luôn nè Bảo Mập. Vô. Rồi nhảy đi uppy á, lady first. Nhảy đi. Đó nhảy đúng rồi. Tao thích cái điều đó của mày đó. tăng lên chờ coi gì đâu đi. Ơi, yeah. Tao đã qua được rồi. Nhảy. Ủa sao rớt nữa rồi ba? Mày thích cắm la da lắm hả ba? Vai đàn điệt. Level 4 rồi nè Bảo Mập ơi. Đẳng cấp rồi thấy chưa? Yeah, ok, qua được rồi. Không cho mày lên. Ở đây có cái giường ngủ nè. Mà ở dưới này nó cũng có cái gì chiếu. Ủa gì vậy? Mày đâu rồi? Ngay cái giường. Ui trời ơi, hết hồn. Ôi, game này nó lừa mình tôi ơi. Tao thấy rồi, lên Bảo Mập, lên. Ghê thiệt chứ, vãi game. Thấy được hay thế. Quá đỉnh. Ok, cái này là chắc chắn là nó nằm ở trên mấy cái cây nè, xiền luôn. Đó, tao thấy cái rương rồi. Ủa cái gì đây? Tự nhiên nó có tờ giấy nè. bạn đã bị lừa ở dưới á. Đậu phòng nó lừa mà nó cũng ghi cho bằng được nữa. Ở dưới á, nó nói là cái rương ở dưới chứ không phải rương trên này đâu. Ở dưới đất gần chỗ có lá trúc. Ở đây nè. Đâu? Trời ơi, dưới này lừa đảo. Lừa đảo, game lừa đảo. À, đây nè. Ok, ra vô nè. Rương như nước nè. Tao nghĩ chắc không phải dễ như vậy đâu. Y chang luôn. Game gì mà dễ ăn tới mức này được, đúng không? Nó lừa hoài luôn mà. Nên là chắc chắn là phải có cái chỗ nào đó. Đây, tao thấy rồi nè, Bảo Mập ơi, nó đây nè, Bảo Mập ơi, nó đây nè, nó đây nè, đây nè. Come on. Đây nè, đây nè. Nè, đó, xuống lấy đi, xuống lấy. Xuống. Thiệt luôn á. Đúng lừa luôn á. Nhưng mà với những cái kinh nghiệm mà chơi những cái trò kia thì coi như đây là tôi cũng đã học được thêm một bài học mới. Ủa, lên chưa ba? Đấy, có đấy, có đấy. Rồi, đặt vô. Rồi tao tiếp. Tao nó dột luôn cuốn sách luôn. Chật quá. Ủa? Trời, đặt gì vậy ba? Đặt sai rồi. Đặt sai mà cũng rồi lấy sao? Rồi, xong hết lấy luôn. Đặt bậy luôn rồi. Quay lại nè. Đấy. Đặt cẩn thận nha Bảo Mập. Rồi, có đặt luôn nè. Vô, đi. Vùng đất trên mây. Vai nồi. Ui. À đi cái đầu là nó nứt cái đó nè. Vậy là cái lố của nó sẽ nằm rồi, có thấy rồi. Yeah. Bảo Mập ơi, dưới này là cái mê cung, xuống tìm phụ. Ồ luôn. Ôi mày ơi, mê cung dưới này. Ồ thấy rồi. Ôi sao mày hên với tao, đi kìm ba cái không thấy cái nào luôn á. Vừa quẹo ngang nó thấy luôn. Mày tính ra coi xui á chứ. Rồi mày sẽ xui hơn khi mà tao đặt. À đặt cho đúng chỗ nha. Đặt vô, bum. Đừng rung tay, đúng rồi. Rồi cởi thế giới nước luôn nè. Nhanh, hết thôi bây giờ. Rương linh la mày. Rương không có. À đây. Rồi ok, đặt vô luôn. Đặt ở trên nha, đặt ở trên là góc trên nha. Ấy khỏi đặt. Game lừa, đặt đây mới đúng nè. Đếm tí là được đi lại nữa đó, thấy không? Phải rồi, game lừa. Ok, đặt vô. Phải rồi, game thề luôn á, game nó lừa kinh khủng lừa. Đây, ở đây là cờ giấy này, nó kêu mình trôn là chắc rồi nên mình ghét mình sẽ không bật. Mình sẽ đi xuống đó. Ô, dưới đây có nè Bảo Mập ơi. Đen cửa đà điểu. Ủa? Dưới này nó không có cái cần gạt hả? Để tự tìm đi mày. Đây nè, nó nằm ở dưới này nè. À rồi, ok, con thấy rồi. Đậu cứu phỏng cái rương nằm cứu trong này. Thiệt tình chứ. Rồi, ok, con thấy rồi nè. Đặt đúng nè. Đó, mém nữa nãy đặt bậy. Này là gì đây? Sô-cô-la cha. Ok. Gì vậy? Chẳng sô-cô-la mềm gì không ăn. Này sô-cô-la cứng mà. Mày đi cái đâu bể cái đó kìa. Thấy không, nó giòn. Đặc biệt là sô-cô-la ấm nóng là không có tên tao ăn. Có luôn hả? Rồi, cậu thấy rồi. Ở đây nè. Trời ơi. Y chang cái đám mây hồi nãy, khác gì đâu. Rồi, let's go. Cái gì đây? Trong nhà là không có nè. Trong nhà cũng không có luôn. Cũng không có luôn. Gần một cái góc. À trên này có cái rương. Trời chắc chắn là đây rồi. Cũng không có luôn. Ủa vậy còn rương nào nữa? Mấy này leo lên được hả? À tao thấy có gì nó sai đây nè Bảo Mập. Ở đây nó có một cái gì nè, cái hầm, cái hố gì nè. Ở phía dưới cái rương này nè. Bên đó có. Mà sao coi mở. Rồi thấy rồi. Đậu phộng. Thiệt tình. Vô. Cái này là gì đây? Chỗ thả cẩu lương vậy. Rồi. Ê, có đứa nào nó hùng nhau ở đây là thả cẩu lương kìa. Ghê thật. Tao mày đây thôi, đừng nghĩ chuyện đó. Không có đâu, tao vô tao thấy cái này là tao chắc chắn là không phải tao với mày rồi. Tao còn không dám nghĩ tới vụ đó đâu à. Chứ tao cũng không dám nghĩ tới. Á nổi ra gà thiệt luôn á. Sợ thật sự. Ê, tao thấy cái rương như này nè. Tính ra cái con nhân vật này tao nên gắn râu vô để tao tự bảo vệ bản thân mình. Thôi gớm bỏm. Gớm chết được luôn ấy. Đùa. Tao bị ám ảnh cái hàm râu của mày đấy. Trời ơi, ở đây nó có một cái. Yeah, trời ơi, cái map này bao dễ luôn Bảo Mập ơi. Phát một tìm được ngay. Tao có cảm giác này là cái sinh khao nhà mày vậy. Có đâu. Mày biết liền vậy. Cũng đi thấy bà mới qua được cái chứ dễ gì mà qua được liền. Ôi chỗ này chôn nha, Nhảy nhảy qua. Tao kêu mày nhảy qua rồi. Mày cái gì ở đây nữa? À nhìn bên góc trái mới thấy. Ôi rồi. Ôi trời ơi, thiệt tình. Tụi nó kế nhau mày hiểu không? Trời ơi. Ok đi luôn nè, tao qua được rồi nè. Ở đây là nó có hai cái rương là chắc chắn là không phải mấy cái rương này rồi. Dễ gì, để coi xung quanh đây còn cái rương nào nữa coi. Ở đây cũng không có luôn. Ở đây là ở đâu Bảo Mập? Ở đây có mấy cái rương mà xả trơn rồi. Rương có ba cái rương, trong một ba cái rương có cái cần gà. Hả? Nó nói cái gì? Này level 9 phải không? Level 15 rồi ông ơi. 15 level. Ôi trời ơi thôi. Đậu vọng. Một phát một nó xuống đây thấy luôn rồi. Trời đất ơi. Tao thấy rồi, tao thấy rồi. Đậu vọng nằm ngay góc luôn mới ghê chứ. Chuồng heo, chuồng gà. Tôi sẽ vô chuồng heo trước. Trong chuồng heo có vẻ như là nó không có cái gì cả. Chuồng gà có chuồng gà đây. Và nó không có cái gì luôn. Trong chuồng gà nó không có cái gì luôn. Đậu phộng. Đúng rồi. À chỗ này có rương nè. Đúng rồi. Ủa trong chuồng gà cũng không có gì luôn. Ủa có lộn không vậy? Ủa ai lấy vậy? Ủa mày lấy nè sao mày không lên tiếng ba? Để mày mò, tao thấy mày mò vui hơn. Vai đàn thiệt chứ. Ê này cũng không có luôn. Ở dưới này nó có cái hố nè Bảo Mập ơi. Cũng không có gì luôn. Trên này cũng có thêm cái nữa nè Bảo Mập ơi. Ô bà con đã thấy rồi. Trời ơi. Đỉnh của đỉnh không? Đỉnh. Yeah. Đây nè. Đang cầm trên tay nè. Ghê không? Đang lo đánh gà là nó đã tìm rồi. Ghê. Rồi vô. Cái này là gì đây? Nhà giàu hả? Vãi rồi, nhà giàu nữa chứ. WC nè, WC máy vận chuyển nè. Á trời ơi, một phát một ăn ngay Bảo Mập ơi. Có luôn rồi. Đi nè ba. Cái sân khâu nhà mày vậy hả? Ai biết đâu. Tìm phát ăn ngay ai biết đâu. Yeah. Cái gì đây? Địa ngục bắt 2. Cái này là cái địa ngục nha. Địa ngục. Lưu chết bon cái là kính kiếp. Wow. Ủa mày đâu rồi Bảo Mập, mày đâu rồi? Nhảy qua đây nè, Oppie nè. Cũng không khó lắm đâu Bảo Mập ơi. Mày nhảy, mày chỉ cần nhảy gần tới đích là được. Hồi nãy là tao đáp cái đít xuống lava đó. Cũng là cái đít đó. Điều tra hang ổ hắc long. Ủa đúng rồi mà, đang ôi trời mẹ ơi, nằm có một cái rương này trên kia thì cần chứ đùa câu à. Rồi mày đứng đó đi, câu qua rồi, câu qua được rồi, mày khỏi qua. Rồi tao thấy rương rồi nè. Đậu phộng. Thiệt luôn á. Rồi tao đi về nè. À khỏi qua, tao đang đi về. Yeah. Ở đây có kiếm, có cung, có súng luôn nè. Dữ vậy? Đúng rồi. Súng rồi ống thổi phi tiêu nữa nè. Rồi có cung tên nè. Rồi có kiếm nè. Ở đây là gì? Giáo nữa nè. Ủa chú sao nhiều dữ vậy? Có súng ở dưới nữa kìa. Trời ơi, mấy con quỷ nè quýnh tao nãy giờ tao không biết. Đậu phộng cái thứ gì á. Ủa Bảo Mập sao mày nhỏ xíu vậy? Ủa sao mày bự quá vậy? Ai biết. Ủa bị gì hả? Mày ăn chúng cái gì mà nhỏ xíu vậy? Đâu. Là uống sữa là hết đúng không? Ừ, chắc uống sữa là hết á. Sữa tự nhiên to ra, đây là canxi. Nhiều canxi. Rồi, đi ra kia luôn mà Mập, đi ra. Rồi giết nó đi, giết khủng long. Coi có chân chết. Rồi chết luôn rồi. Ủa nó chết chưa? Ủa khủng long chết rồi. Ủa được cần gạt đâu? Ơ thế khủng long chết rồi cần gạt đâu? Để coi coi. Giết khủng long lấy cần gạt. Kìa đi nè. Trời đậu vọng cái cần gạt nằm ngay chỗ này, thiệt tình luôn á. Ê tao full rồi, tao không có lấy được, đứa nào lấy rồi? À tao lấy được rồi nè, ok. Lừa nhau à. Yeah. Mặt trăng. Vãi nồi lên có mặt trăng luôn rồi. Kinh thiệt chứ. Nãy giờ nó đưa ra mấy cái rương bự bự, tao phải kéo từ trên, tao kéo xuống. Ghê ba mày kiếm đâu ra cái tao cũng có cây số nồng nè. Mà hết đạn rồi. Nghiêm túc lại. Cái này ở đâu Bảo Mập? Dưới một cái gương mày ơi. Lại dưới nữa hả? À đã thấy rồi, thấy cái rương này rồi. Rồi thấy luôn. Trời ơi game lừa. Vai cả lừa. Level 22 vậy. Level 22 ở dưới một cái rương bắt hai dưới đất. Dưới một cái rương dưới đất hả? Ừ, dưới một cái rương nhưng mà vấn đề nó nằm dưới đất. Kìa. Rồi đã thấy. Ở ba để giải đi, để giải đi Bảo Mập, đừng coi gợi ý, để giải đi. Thế giới mật ong nè. Thế giới mật ong. Mật ong hả? Vậy là ui bị bơi được luôn hả? Tụm. À, tao thấy rồi. À! Con mình bị rớt. À, tao thấy rồi mà thấy mẹ. Bên tao con lấy được rồi. Có nghĩa là có hai bên mày rớt, bên tao còn. Làm cái một chết luôn trời ơi. Mấy ca lừa thiệt luôn á. Quá đáng thiệt. À trên kia con thấy rồi bên kia kìa. Này cũng phải oppy rồi chứ không còn cách nào khác đâu. Yeah, kỹ năng đã qua được rồi. Mà lên đây không thấy cái tao chửi luôn nè. Không có. Ủa sao mày qua đây được hay vậy? Mẹ nó bên kia ông ơi, ngó kia kìa. Ủa? Rồi sao qua? Đó. Rồi. Đến vãi nồi. Rồi chưa? Đến good boy, good job. Rồi gắn vô đi ba. Nghe mấy tiếng ai xả súng đâu đây. Rồi không có. Ủa chả đâu. Không có luôn. À, con nghĩ đâu ở phía dưới mấy cái rương này nó cũng có nè. Ở đây nhiều rương quá. Một nùi rương. À thấy rồi, rương dưới đất nha, thấy rồi. Ủa sao tự mở cửa rồi? Ủa đâu lộn. Ủa gì vậy? Chết tim mày. Ủa con làm gì? Phải. Ủa ở đây có cái hố nè mẹ, tại mày rớt mày đổ thừa cho tao. Tao đổ thừa cho cái map này không? Mày có thể lên đây mày mở cửa cho tao cái được không? Tao cũng đang sợ rớt. Tao mới rớt nãy xong. Cái game nó lừa quá. Ủa sao qua? Coi thử Bảo Mập sau này qua được. Lừa rồi, nhiều khi cái đó không cần mà cái này cần à. Ai mẹ ơi, tao thấy thêm cái nữa rồi nè. Ừ, hai cái lận. Cái này chôn cực nặng. Gì? Level này chôn cực nặng nên đọc gợi ý nha. Không có tên. Rồi, đọc gợi ý đi Bảo Mập. 26. Vào room 1 rẽ trái, chúc mừng bạn huynh. Room 1 mà rẽ trái hả? Thằng ơi là cái thằng Hả? Mày có đi lên level 3 xong nó cũng không có ra được đâu. Sao vậy? Mày đọc nghĩ đi. Nó kêu vào room 1 rồi đấy. Trời đất ơi. Win. Đậu vào cái game thề luôn á cái game. Cái mặt xây đắm trong room 1, room 2, room 3, room 4. Điên máu liền chứ. Rồi thì ok, thì mình với Bảo Mập sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video ra, đừng quên vào like cho mình và Bảo Mập một like, một share và đừng quên subscribe channel của hai đứa mình nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.